Thầy Tâm hơi yếu, bây tí giờ mình ngàn nó mà chạy đang mất cùng thì với đây Tâm trợ lý của đẹp. Em đã tắm chưa đấy? Em tắm rồi, em tắm rồi. Nhanh. Vừa tắm vừa thay đồ mà nhanh chứ, anh không tin đâu. Anh đứng gần cái xem mà có thơm không. Thơm, tắm rồi các bạn ạ. Ui mà khá là đẹp rồi đấy nhỉ, rất đẹp rồi này. Có mùi rồi đấy anh ạ. Thơm rồi đấy nhỉ, màu vàng ươm. Chân, để kê vào gần đấy. Lên nào. Ui giời ơi. Được rồi, được rồi. Đi theo. Hello, xin chào quý vị khán giả của Rubathan. Hôm nay thì mình trở lại bờ hồ Thác Bà để thăm em Thắm các bạn ạ. Nhưng mà chắc chắn là phải có sự hiện diện của em Tâm, chứ không thể đi thăm một mình được. Anh em mình đến đây thì cũng chiều tối rồi. Và em Thắm thì có giữ anh ở lại ăn cơm không? Miễn cưỡng vậy. Miễn cưỡng giữ nha mọi người nha. Miễn cưỡng giữ. Thắm muốn mời anh em mình ở lại đây để giao lưu một chút vì chuyến trước đấy anh em mình đến đây cũng rất là vội và hình như là chưa kịp say phải không nhỉ? Dạ đúng rồi, em Thắm còn chưa kịp thấm nữa. À trời, thấm chưa kịp thấm. Còn hôm đấy anh nhớ là Tâm là say mềm rồi vì Tâm khả năng là tiểu lượng là thấp hơn Thắm. Và bây giờ thì Thắm sẽ dẫn mình đi ra bờ hồ. Anh của Thắm thì đang kéo lưới ở dưới kia và anh em mình đi xem là tối nay có bắt được con cá nào không để anh em mình sẽ giao lưu cái món đặc sản cá Hồ Thác Bà nhỉ? Cá... hy vọng là bắt được con nào thì ăn con đấy thôi chứ không biết là sẽ bắt được con gì. Mong là sẽ bắt được cá to mọi người. Tâm đi đâu đây? Bảo đi thăm Thắm cái dỗi rồi à? Hả? Có. Tối nay anh sẽ đổi lại là để cho Thắm say mềm còn cho Tâm tỉnh táo nhá. Liệu có được như vậy không nhỉ? Ok bây giờ đây. Bây giờ nhà mình đi bắt cá đã xem là có được cá không đã chứ chưa gì đã nói đến chuyện say rồi chẳng lẽ về uống rượu với rau nhỉ? Hôm nay cái đường em dẫn ra bờ hồ nó hơi bị hiểm trở ấy nhá. Giống như đường vào tim em ấy. Giống như đường tim em nó không những hiểm trở nó lại còn băng giá nữa thì cơ. Chết rồi. Bao giờ mới tìm thấy tim em. Lâu lâu rồi mới gặp lại Thắm thì hôm nay thì đến vội cũng không báo trước nên là Thắm còn chưa kịp chuẩn bị trang phục truyền thống đúng không? Dạ vâng ạ. Hôm nay mặc một cái bộ rất là hiện đại. Tâm phát hiện ra thì Thắm này có điểm gì khác biệt không? Biết có thấy gì khác không? Ngắm thử không nào. Béo. Tâm thật thà quá. Buồn lắm mọi người ạ. Nhưng mà có phải em béo hơn không? Dạ đúng rồi, còn nhiều mụn hơn nữa chứ. Thế chính tỏ là Tâm con mắt nhìn khá là tinh đấy nhỉ. Chị em có đi qua được cái dây này không? Đó là thiếu mùi chai đấy. Thiếu mùi chai à? Hôm nay anh dẫn cho em hai chai luôn. Chai bản với lại... bạn Minh nữa hay nhiều, đi cùng trai bản nữa nhiều thế em sợ hết xong rồi còn xinh quá cơ. Buồn. Nhiệm vụ anh em mình chỉ cần bắt được cá thôi, còn chuyện trai thì anh sẽ lo cho em. Tối nay đảm bảo là không cho em không say thì không cho em về nhà. Say thì mới cho về nhá. Nhất trí luôn nhỉ. Thế anh rồi không? Được cá thôi. Hôm nay may mắn này nhá, có mùi để tiếp bạn rồi nhá. Mọi người ơi được cá rồi. Hai em nhân thử lên xem nào. Người cứ bê đầu, người bê đuôi xem nào. Tầm mấy cân em? Nặng lắm mọi người ạ. Con này chắc phải tầm 3 cân đấy. Thế vừa đập nó mấy phát à? Thấy có 1-2 giọt rơi ra kìa. Ui nó chảy máu này. Cái này mình phải xử lý luôn á. Sợ nó quấy các em lại cầm chắc giữ nổi. Ok đi anh em mình đi về làm cơm đi không muộn rồi. Đi. Yêu. Chế thôi.
Một con này thì chắc là cũng phải ăn thêm cái gì chứ, ăn nguyên con này thì anh không say được đâu. Đã ăn hết con này đi rồi em Thắm sẽ là món ăn. Ok, để xem là vào đặt vào thế khó thì em Thắm em sẽ xử lý như thế nào nhé các bạn nhé. Ui, ở trên này vẫn còn đi xe đạp ấy em. Em tưởng là giờ người ta thì phải đi xe máy hết rồi chứ. Dạ, kiểu bây giờ kiểu học sinh cấp 1, cấp 2 làm gì đã được đi xe máy đâu anh. À, anh thấy trên mạng thế nhiều cháu biết tí đi xe máy, anh tưởng ở đây cũng được đi thế rồi. Dạ, không được. Được là được thế nào ấy. Thắm thoát pressing rất tốt các bạn ạ. Nên là thi thoảng mình hay trêu hỏi câu hóm hóm tí xem là Thắm trả lời làm sao. Em đã chụp ảnh kỷ yếu chưa đây? Dạ em chưa. Lớp em sợ trượt tốt nghiệp hết nên là chẳng ai nói đến chụp kỷ yếu luôn anh ạ. Thế à? Thế thì đăng ký với anh trai bản nhá. Anh trai bản ngoài quay YouTube ra anh còn nhận sâu quay video chụp ảnh kỷ yếu đấy nhá. Anh em mình đã về đến nhà của Thắm rồi. Anh trai thì sẽ xử lý con cá nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lên nhà thăm nhà một chút xem là nhà Thắm thì có gì nào. Trời ơi, anh sắp ngạt thở rồi. Đây nhà em đây à? Dạ không ạ. Chị đi vào nhà. Xem nào. Hôm nay Thắm Thắm chuẩn bị đón anh Tuệ thế nào nào. Chào chị nhá. Vâng, anh gái. Chị dâu à? Dạ vâng. Mà hôm nay nghe tin là anh chị sẽ đến chơi á. Nên là em với anh của em cũng đã chuẩn bị trước một con gan để chào đón anh chị rồi. À, ui giời. Không, của em kiểu là cũng không chắc chắn là đi ra hồ là nó sẽ bắt được cá đúng không mọi người. Đấy thì là bọn em đã chuẩn bị một con ngang để chiêu đãi mọi người, anh chị nha. May quá, may quá, quên, ngại quá, ngại quá. Ui giời, có trùng trục này. Ô, bắt được cả trùng trục à? Dạ vâng. Cái này bắt bao giờ đây em? Hôm qua. Ở ngoài hồ nhiều lắm ạ. Con này là nó giống kiểu con trai con hến các bạn ạ, nhưng mà nó chỉ nhỏ bằng này thôi đúng không? Nó còn to nữa, bây giờ là nó nhỏ ấy. Đây cái loại này thì để làm món gì em? Nhiều món lắm. Tối nay thì mình sẽ làm món gì với con này? Tối nay mình nấu canh đấy, con này nấu canh à? Nấu canh. Con ngan để ngoài này này. Đây ạ. Nghe tin anh chị đến là bộ em đã chuẩn bị trước một con ngan rồi. Ngại quá. Con ngan này mấy, chắc phải đến 3 cân đấy nhỉ? To. Con ngan 3 cân, con cá 6 cân, chết rồi. Là thì vậy là đã đủ say rồi mọi người ạ. Tiêu thụ hết 6 cân thịt nữa rồi. Đây nha, mình đi nướng nó đi. Đi. Nhà sàn ở đây cũng rất đẹp các bạn ạ. Nhà sàn của người Dao thì làm kích thước lớn và ui. Cũng có hai cầu thang gần giống với phong cách của nhà người Mường các bạn ạ. Ui, ngôi nhà này thật sự là ấn tượng luôn. Mặc dù là chưa hoàn thiện hết bạn ạ, chưa sơn và chưa có các cái đầy đủ các cái họa tiết. Anh em mình sẽ nướng ngan ở bên này, bên nhà cạnh nhà bác của bạn Thế này. Vì bên này thì mọi người là để cái kho củi bên này đúng không? Củi là mình cất bên này thì là mình sẽ sang đây nướng luôn cho nó tiện, đỡ phải là vận chuyển nhiều. Đây thì cạnh cái ngôi nhà hiện đại là một cái ngôi nhà truyền thống các bạn ạ. Đấy. Còn đây là em Hiểu Hưng. Anh có thấy áo em không? Làm sao rồi? Bụi nó bám à? Không phải mà là em ôm củi à, đấy. Mà cái áo trắng quá. Hy sinh về nghệ thuật anh ạ. Hy sinh về nghệ thuật. Ở góc này các bạn thấy đẹp không? Ơi. Đây mới là thực sự là nhà cổ rồi các bạn này. Mọi người thì lợp cái mái lòng lá cọ và không cắt cái phần thừa đi để cho nó phủ xuống để nó tránh cái mưa và nắng nó hắt vào trong nhà. Đấy. Đây thì là một số cái cột đã hỏng và đã thay thế bằng cột xi măng rồi, nhưng mà cái phần bên trên ấy, cái phần khung bên trên là vẫn giữ cái khung gỗ cũ. Bây giờ em Tâm sẽ tham gia cái món ngan nướng cùng với lại anh Thế. Tay Tâm hơi yếu, tí ngan nó mà chạy mất thì lại, Tâm trợ lý của kênh Du Và Than đang xiên con ngan này vào để chuẩn bị nướng tối nay anh em mình sẽ liên hoan nhé. Gia vị của người Giao mình trên này thì ướp ngan những cái gì em? Để gia vị như
nước mắm rồi với lại có tí hạt mắc khén thôi. À, anh em thì là chuẩn bị từ rất sớm các bạn ạ. Anh em mình thì mình với Tâm với em Tình thì có chút việc, Tình đi đi quay video kỷ yếu cho một lớp học sinh, đâm ra là đợi xong hơi muộn đến lúc sang thì anh em đã ướp xong con ngan rồi. Nên là bây giờ là cũng hơi vội một tí. Để bác đi làm về đây. Bác ở nhà mình là bị khuyết tật rồi cơ. Bị đau cổ nên là không ngẩng được đầu thẳng lên à. Nào Tâm cầm ngan sang nào. Cầm được, úi giời. Trong thời gian nướng ngan thì em Thắm đã lột xác, à không phải, bọc thêm một lớp khoác lên mình một trang phục truyền thống của người Dao rất là đẹp. Em đã tắm chưa đấy? Em tắm rồi, nhanh. Vừa tắm vừa thay đồ mà nhanh thế, anh không tin đâu. Anh đứng gần cái xem mà có thơm không? Thơm, tắm rồi các bạn ạ. Trang phục rất đẹp. Bây giờ thì cô gái Dao và cô gái Thái đang sẽ đứng cùng nhau nhìn rất là đẹp các bạn. Học làm diễn viên dần dần đấy. Giờ thì hai cô gái của chúng ta sẽ vào nướng ngan nhé các bạn nhé. Bình thường ngan nướng đã ngon mà có hai cô này nướng thì nó còn ngon hơn rất nhiều. Ôi ôi, bị tung áo rồi à. Lộ hàng rồi. Thật ra sau lưng mình bây giờ nhiều khán giả lắm các bạn ạ. Mọi người còn trêu nữa nên là các diễn viên của chúng ta đến rất là xấu hổ. Các diễn viên điện tử. Đây, em Thế thì đã sơ chế cơ bản xong cái con cá rồi. Cắt ra những cái thớ thịt rất là ngon. Ôi này, thịt này. Cá lăng hồ thác bà. Bây giờ mình đang nhặt những cọng xả thì lát sẽ ướp xả với cái cá này nhé. Cái này mình hấp vào con rồi em? Vâng. Cho vào xong to để hấp à? Cho vào vâng, cái nồi hấp ấy. À. Có xong đủ con cá. À. Em cắt hơi bị rời quá nhỉ? Sợ tí nó sẽ ra từng khúc. Thì cái lúc làm ra cố gắng nào lấy nó không lấy rời. Mình xếp cho nó lối vào nhau đúng không? Vâng. Đây con trai thì đã làm cameraman cho bố rồi em này. Đấy. Hai bố con là đang phát triển cái kênh A Thế TV à? Anh Thế TV. Anh Thế TV. Đấy, các bạn có thể qua xem ủng hộ cho hai bố con nhé. Xin chào mọi người của kênh Anh Thế nhé. Hôm nay thật ra là bạn Thế là cũng có lời mời mấy anh em đến nhà chơi. Thì trong đó có cả một anh chị từ Tuyên Quang sang chơi đấy nhỉ? Vâng. Anh chị cũng làm YouTube đúng không? Vâng, anh ấy cũng làm YouTube. Đấy, là mấy anh em là coi như là tập trung lại giao lưu với nhau một chương trình nho nhỏ ở bên bờ Hồ Thác Bà. Và ghi hình cho các bạn xem thôi, chứ không có gì là ghê gớm cả. Anh chị lần giao lưu lần 2 này chắc cũng phải cách vài tháng ấy nhỉ? Đấy, 2-3 tháng gì đấy rồi. Nhớ mọi người ở đây rồi. Trước Tết anh ạ. Trước Tết đúng không? Vâng. Đấy, lúc anh ở trên bờ hồ anh cũng hỏi lại Tâm bảo là hình như là anh đến đây là trước Tết rồi thì phải. Đây là các cái gia vị thì em ấy bảo là cũng dùng các cái gia vị là khá là phổ biến, tất nhiên là xả và ớt đúng không em? Vâng. Và anh có nghe một cái câu chuyện gọi là hơi huyền bí một chút ở Hồ Thác Bà, ở không phải ở bên Hồ Thác Bà mà trong cộng đồng một số gọi là đồng bào ở Tây Bắc mình ấy. Có cái anh có nghe kể thôi nhá, anh hỏi không phải thì thôi nhá. Vâng. Tức là người ta nói là có cái việc mà nuôi một cái loại như kiểu là loại một cái loại con gì đó trong nhà mà nó có thể sinh ra cái độc mà có thể làm chết người đúng không? Em đâu có nghe, giống kiểu dạng như kiểu bùa ngải hay trùng ngải gì đấy.
À, buồng ngải em cũng nghe qua rồi nhưng mà khu 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 chỗ em này là không không có rồi. Không có à? Vâng. À. Trước em cũng nghe nói ở khu vực mạn bên trên ấy thì có. Mạn trên giáp Lục Yên đấy đúng không? Vâng. À. Thì anh nghe vì nhìn thấy ớt anh mới nhớ ra thì mọi người có kể là nếu mà mình mà vào nhà người ta mà mình ăn ớt mà người ta bỏ bùa mình là mình sẽ chết không đấy, chết luôn đúng không? Hình như là như vậy đấy, là ở những khu vực khác thôi, còn khu vực bên này thì không có bên đấy đâu. Cái đấy là khả năng là có, cũng không biết là có hay không, nhưng mà ở những khu vực khác thôi, còn khu vực này thì ăn uống thoải mái lắm. À. Thì cũng không bùa, không có gì hết cả. Ờ đấy, tức là anh vừa mới nghe được cái hành trình anh đi Lào Cai vừa rồi, nghe mọi người nói là bình thường cái bùa đấy thì nó sẽ làm cho người ta chết dần chết mòn. Tức là ví dụ ăn cơm hôm nay nhá, nhưng mà phải 1-2 năm sau thì người ta chết, thì người ta sẽ không tìm ra nguyên nhân. Đấy, nhưng mà có một cái điều đặc biệt để người ta tránh, đó là nếu mà mình ăn ớt trong cái bữa đó thì mình sẽ chết. Thì nếu mà mình chết tại gia chủ đấy thì người ta sẽ điều tra thì sẽ lộ ra đúng không? Đúng rồi. Đấy nên là người ta là cái cách để phòng tránh là đến nhà ấy, thì người ta sẽ xin ăn ớt trước, thì gia chủ gọi biết là người này ta biết về cái bùa đó thì người ta sẽ không thể bỏ hôm đấy được. Đấy, ê, chia sẻ câu chuyện này. Thì các bạn nào có biết câu chuyện này thì cũng có thể là chia sẻ thêm với lại mình nhá, mình cũng mới vừa được nghe thôi. Và hôm nay nhân tiện thì gặp có kịp làm cái này không? Cái thế ở đây thì mình cũng hỏi lại một chút. Cái này được lên luôn. Được lên là khó. Được lên là ăn luôn á. Được lên ăn luôn. Được. À luộc cái này thì mình luộc lên xong mình khêu mình chấm đấy, đúng không? Đúng, dạng như kiểu mình ăn ốc đấy đúng không ạ? Này không để lại. Này không để lại ít xả, cất cái này đi cho. Ôi chào anh. Xin chào nhá. Khách đến chơi nhà nữa à? Mình đến nhà em thế chơi. Gặp mọi người đây thì mình có mang một ít cam. Đây xin giới thiệu với mọi người, đây là cam sành Hàm Yên. Cam là nổi tiếng. Thì mùa này vào cái cuối vụ rồi thì quả cam hơi bé. Còn bên này là cá sấy, món cá đặc sản của Hồ Thác Bà. Thì cái món cá này đã được chế biến. Vâng. Xong rồi thì bây giờ chỉ việc sử dụng thôi. Ăn luôn à? Ừ, tức là đã làm chín rồi anh? Làm chín rồi. Làm chín luôn rồi. Sấy ướp đủ các gia vị rồi. Nhưng cá này là cá gì anh? Cá này là cá rô phi của Hồ Thác Bà. À cá rô phi luôn. Cá này không phải là cá nuôi đâu, nếu mà nuôi thì sẽ không làm được như thế này. Khi mình sấy nó sẽ bị bở ra. Vâng. Thì mình bắt tự nhiên thôi. Ngoài mình mới làm được cái một cá này. Đây là sản phẩm của anh luôn à? Ừ, sản phẩm của mình luôn. Thì mình sẽ tối nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái món cá này thì để mọi người thưởng thức và cảm nhận xem như thế nào. Vâng. Ok. Ok anh, cảm ơn anh. Đấy các bạn đấy. Okay. Tình cảm ở đây người vùng cao rất là tuyệt vời, khi có tin khách đến chơi nhà là mọi người ai có cái gì là mang quà đến để ngồi chơi cùng cho vui đúng không ạ? Vâng, vâng. Mời anh vào trong nhà. Rồi, okay. Vâng. Đây mình sẽ để đây. Vâng. Cái này là dùng được luôn cho nên không cần phải chế biến gì nữa. Vâng. Cái món này là món nhậu, nhậu say không biết đường về luôn. À, em sợ không biết đường về lắm. Không biết đường về luôn đấy. Vâng. Đây không đấy. Vâng, vâng. Hai em xinh đẹp chuẩn bị ra bổ cam nhá. Nhà có khách có mang cam đến đây này. Ôi cái view này khá đẹp này. View này, ui dồi ôi. Này các em ngồi này, nhìn thích không? Phía xa cái là cánh đồng này. Và thiết kế cửa sổ ở đây thì rất là thoáng các bạn ạ. Ngồi trong nhà mà gần như là vẫn được nhìn ra toàn cảnh bên ngoài luôn. Đấy. Chuyến trước thì mình không làm được cho em thắm say, nên là chuyến này thì mình phải lôi thêm mấy anh em đi cùng nữa để hôm nay quyết là phải hạ được em thắm. Cô thắm bản có biết bắn thuốc nào không? Đang quay ạ. Em sắp biết rồi, sắp biết rồi. Để biểu diễn một điếu anh sao nào. Đây chị đây là cũng từ bên Hàm Yên sang các bạn này, đấy đi cùng với anh. Đây, cá thì đã cho lên cái chõ này sôi các bạn này. Anh em định là nướng tất nhưng mà sợ là cả hai món cùng nướng thì nó khô, nên là cá sẽ chuyển sang hấp. Vừa nãy thì có anh còn mang sang cả cá sấy nữa nên là hấp lại hợp lý như thế nhỉ. Vâng. Đúng không? Đấy, cá này hấp cũng ngon mà. Ừ. Anh ơi em phải sáng tạo ra cách mới đấy. Bởi vì trời quá tối rồi đấy. Làm kiểu gì đây? À bây giờ bỏ nó ra rồi à? Sửa lại rồi à?
sửa lại cho nó chín nhanh. Sản phẩm kia khó chín lắm. Vâng. Ôi mà khá là đẹp rồi đấy nhỉ, rất đẹp rồi này. Có mùi thật đấy anh ạ. Thơm rồi đấy nhỉ, màu vàng ươm. Rồi lấy nắm mổ đấy. Phần tim này là để cho các cháu nhỏ nhá. Tí nữa cho lếm trước nhá. Mỡ đây. Thịt xông khói nha. Xông khói chứ. Em mỡ thì không phải thịt nướng. Cô em không. Là mỗi người một chân một tay làm sao cho nó nhanh chín thôi các bạn ạ. Bởi vì giờ này sắp tối rồi. Đấy, sắp tối rồi. Quay giờ là phụ thôi. Để ở đây tối mai nhỉ em. Em vừa sơn nhà xong. À, lại sửa nhà rồi à? Anh sáng mai thì anh về. Sáng mai anh về thì qua nhà uống nước chơi thăm bố mẹ tí. Ừ. Âm ạ. Không ấy cơ. Minh. Minh đúng không? Minh. Thế em bảo để thì phải tìm cho anh nào chứ. Em phải gọi luôn anh Tuệ ra để nói chuyện riêng đấy. Và tối nay anh em mình có người hai em. Đấy, khả năng phải thế mới đủ. Mình thì chơi là quyết hẳn mỡ lợn thôi, luôn chứ không phải quyết dầu rán các bạn ơi. Ở đây là ít dùng dầu rán lắm, đa số là trong nhà nuôi được con lợn ngon là mang ra mổ rồi cái mỡ nó rán là để sử dụng hàng ngày luôn. Rất là thơm. Mời mọi người thưởng thức nhé. Thưởng thức luôn. Ui dồi ôi. Không sao, không sao, không sao, một tí xíu thôi. Tí xíu thôi, không sao. Thì trong một tí anh chị. Rồi. Thưởng thức luôn. Mình chỉ quét một lần thôi được em ạ. Em nghĩ mặt lưng này được rồi đấy anh. Nó khó chín ở cái chỗ cái phần ức của nó ấy, với cái đùi thôi. Tí nó khuất đấy anh ạ. Ờ, nó khuất. Như anh em khuất lối ấy. Lát nữa cứ cứa đi là được. Cứa ra thôi. Má chảy. Giờ hai bạn, hai người đẹp có hoàn thiện nốt cái phần đó là làm rau thơm và gọt hoa quả để bày trí là xong. Tâm mày nóng quá không chịu nổi rồi à? Nóng quá. Tâm chịu nóng không giỏi bằng em Thắm rồi. Em Thắm đã thấy chảy mồ hôi chưa? Cũng có rồi đấy. Có rồi. Thảo nào anh thấy không thơm như lúc trước khi nướng ngan. Không dám nhìn anh. À, nhớ cắt vào tay, quên các bạn, quên. Đây, cái món cá rô được sấy khô và làm chín. Tức là ăn liền đấy các bạn ạ. Và ướp theo các cái gia vị đặc trưng của đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Tày ở bên ven Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhé các bạn nhé. Mình vừa đã thử một miếng rồi, không bị mắc xương và rất là ngon. Các bạn nếu mà có muốn thưởng thức thì gọi cái số điện thoại bên dưới video của mình sẽ cung cấp cho các bạn. Sản phẩm thì được các cô chú anh chị ở đây đã được sơ chế và đóng gói rất là cẩn thận rồi. Mở ra đủ khô đây mà đã thơm rồi. Bây giờ mình mượn được cái điện thoại rồi mình xem cái nồi cá hấp này. Ôi, hấp lá chuối rồi các bạn nhé. Cả con, rất là ngon. Còn đây là rau gì đây? Rau gì đây thế? Rau mảm rừng với lại rau đắng cải. Rau mảm rừng và rau đắng cải à? Vâng. Cái tên nghe rất là lạ, tí lát thử gia vị nó sẽ đấy, thế em nào nấu... Đấy. Em hiểu vừa đẹp trai vừa chăm chỉ khéo tay nữa. Có một con ngan rất là ngon rồi. Ok, bây giờ thì sẽ phi lê nó à, đúng không? Món vào thì thấy kêu ăn.
À, ở đây là không sử dụng dao mềm. Mỗi khi anh em đi hay mang đi theo bạn ạ, vì là hay đi gặp một nhiều thịt mà. Sao lại là dao của người Dao đây? Dao này là dao nên là không được làm không được đẹp, không được sáng giống như dao của người mèo, nhưng mà tuy nhiên là rất là tốt đúng không? Thì thế chặt ngọt luôn. Sao mới đấy nhỉ? Con An này chắc cũng độ tầm khoảng 2 tuổi rồi. Ôi gặp với gia đình suốt đấy. Nói thế mình lại thấy buồn. Đây đây. Này ấy lấy này. Em bố với gia đình suốt hôm nay khách đến thì nhìn thấy khách này là anh này lắm, anh không dám ăn. Thôi tắt máy đi về. Anh thế thì chỉ là trội đấy anh ạ. Nhưng mà em gà. Xin nữa là con gà trọi thành công rồi. Nhưng mà anh nghĩ là gà trọi nếu mà mình nuôi để thịt thì nên nuôi, chứ còn nuôi để đi trọi xong là cá cược lọ kia thì thôi thì cũng không nên nuôi em ạ. Không đấy thì đánh làng chú cháu đánh giao lưu chơi thôi. Giải trí thôi đúng không? Giải trí chơi thôi. Ừ, chứ xa đà kèo rượu bia thôi đúng không? Đấy chỉ lâu lâu thỉnh thoảng một hai cốc bia giải khát chẳng hạn. Xa đà vào mấy cái đấy thì chả đâu ở đâu cả. Ông cho tụi bê lê tao xì đăng mà. Khó thật. Người này pha tin nhỉ. Này đứt cả cái vành đèn vòng đai của thớt rồi. Ok. Bà địa ngàn rất là ngon. Thơm phức luôn các bạn. Chân. Để kê vào gần đấy. Lên nào. À, ui trời ơi. Được rồi. Ui, nó còn. Vẫn còn bơi bên trong à? Còn ấy thôi. Vậy, một mâm rất là ngon các bạn ạ. Đầy đủ các cái đồ đặc sản cá lăng hồ Thác Bà. Con Ngan này chắc là cũng bơi hồ Thác Bà suốt đúng không? Vâng. Thì chắc lắm. Rồi các cái thêm vào đó là còn có cá rô này, các cái loại rau thơm trồng quanh hồ nữa, rất là ngon. Bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển lên trên nhà trên để cùng nhau thưởng thức và giao lưu nhé các bạn nhé. Chủ yếu là để cho tâm rèn luyện thôi. Cho anh xin góc flycam nhá. Đây còn món cuối nữa các bạn ạ. Con trùng trục luộc lên và khêu chấm với cả mắm gừng ớt, tức là nó sẽ gần giống như ốc nhưng mà nó sẽ ngon hơn ốc rất nhiều các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì cả gia đình sẽ quây quần quanh cái mâm cơm rất là ấm cúng. Cô là mẹ của Thế à? Thế mời cô với cả các cháu xuống ra thôi. Vâng. Thông cảm cho anh em cháu ghi hình là hơi phiền phức, phiền hà một tí. Sao đâu, Thế đàn tốt đấy. Vâng. 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 Mấy cái nhà mình đông này. Gia đình nhà mình là cũng ủng hộ cho em Thế phát triển YouTube đúng không ạ? Vâng, cũng muốn là anh em thì qua lại thăm gia đình rồi anh em cùng trao đổi với nhau. Vâng. Cháu rất mong muốn được đón cô chú anh em ở khu vực bên Đông Hồ này vào Mường Lò giao lưu để giao lưu với lại người Thái Mường Lò của bạn cháu ở trong đấy. Anh này vừa sang tao một lần thế nào? Vừa vừa gần gần đấy. Đây, 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 đây
đen trắng đen mọi trắng. Muốn ăn rồi em phải đi có việc ra đủ chưa rồi, rồi ok còn máy quay này làm chế tí nó say nó ngủ xong với em ạ. Cầm của mình đó. Ôi bạn ngồi gần gần vào đi. Đấy, ngồi gần gần vào. Hôm nay lại được tái hiện lại là mình được ngồi giữa hai người đẹp các bạn ạ. Mà đây thì không hẹn mà hai người màu trắng mình nổi nhất luôn. Hôm nay có sếp Tuệ là nhất là người được nổi bật nhất bởi vì được ngồi hai tay hai em. Hai tay hai em anh ạ. Hai tên đứng. Hôm nay em mà không say em mới say lầm. Em lần trước ở đây cũng say láo anh ạ. Cái lần đấy là em mình chưa gặp nhau đâu, hôm nay nhưng gặp nhau thì có rất say rồi. Thế nhưng mà hôm đấy là không có người đẹp ngồi cạnh đúng không? Vâng. Đó vẫn say. Hôm đấy cũng có người đẹp rồi. À. Hôm mà hôm đấy là còn thiếu hai em mừng lò của em, hôm nay có thêm hai em mừng lò của em. Hôm nay có thêm tình hôm nay tự tin hơn. Mình nhỉ? Hôm nay thì rất đông đủ anh em mình bây giờ sẽ nâng chén lên để. Ờ hiểu anh lấy ca cho Minh ngồi gần gần vào đi. Anh Minh ngồi sát vào anh Minh ạ. Mời tất cả anh em nào. Tâm. Hôm nay có vẻ buồn buồn đấy hả em? Sao cái đất này có vấn đề gì ạ? Cô ơi mời cô lên đi chứ chén của cô. Nào để cầm bắt cô đang có đứng đồng tất cả anh em nha, cảm ơn anh rất nhiều. Cô đang kiếm đi ạ. Mời tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Thế mời con dâu cầm chén một tí ạ. Đây em mời tất cả anh rồi. Mời em nhá, cảm ơn em nhá, cảm ơn em. Còn mang quà đến để vui cùng gia đình nữa. Thử em thử xong là lại ra đi. Vâng. Cảm ơn người đẹp nhá. Hả? Mày phang à? Đây nó không lắm đâu, không làm bí như người Thái sàn đâu. Em ơi tí sàn này sàn bê tông. Sàn đát đâu. À, thơm phức đấy. Ngồi gần gần lại con đi ngồi đúng không? Sàn này. Rượu men lá nhỉ em nhỉ? Anh Tụy cầm vỡ trước để khai trương món cá lam siêu to khổng lồ đi. Cho anh cái vinh dự này à? Đây. Nhưng mà ở phía xa thì mình giúp anh lấy được ăn được các cô nhé. Rồi. Cá lam này, cá lam con của thơm bà đâu, còn với lại cụ ấy. Nó phải to, cụ nhà rồi. Hôm nay không may bán mấy. Chỉ được loại mẻ thôi. Ở bên đây thì vừa thời gian làm cưới là mình đã chia ra thành 3 phần, và bên đây này có cái đầu to lắm, bây giờ mình mà chia cái này ở bên này thì nó không hợp lý lắm. Cái này định là để mấy anh em chưa tốt thì ăn cái đầu này nó được lâu. Phần thì ở giữa kia thì để sẽ nhờ em thế chia cho mọi người bên đấy. Vâng. Cho anh mở món thịt gan ngan nhé. Anh mở món thịt gan đây ngan cho nó gần đúng không? Đây nhé. Đây xin mời em thắm này. Đây, theo ngược chiều đồng hồ nhé. Đây bên này để em phát động nhá anh ơi. Phát động đi. Chị ơi, mời chị đi. Món này ở gần chỗ em nên là ờ bát của anh nhỉ. Gia đình mình tự nhiên nhá. Em tự nhiên ăn đi em đi ơi. Ok rồi, để xong. Đấy các bạn thấy không? Lần trước mình đến thì cũng vậy, cứ là gia đình thì cứ mỗi một lúc lại có một hai vị khách cứ đến chơi dần. Đến chơi bao giờ mà cái người khách đầu tiên ấy say thì các người khách đến về sau mới về. Bây giờ nhà thì không biết ai là khách nữa rồi. Anh ơi mời anh đi ạ. Em đùa một tí thôi anh. Mời anh, chắc là em nghĩ là anh em mình cạch với anh một chén, xong anh giới thiệu một chút anh em giao lưu. Và bọn em thì ngồi được một tí rồi. Vâng. Xin các anh nhá, đến sau để mời các anh với chị cũng là một ly rượu. Em cũng tự giới thiệu thôi, tên là Tiến. Em là em cậu của anh Nhiên này thôi. À vâng. Chúc khỏe các anh nhá, anh chị nhá. Mình để gọi là Niên ấy, là gọi cho Trung Trạng ấy, gọi cho tên con ấy. Thì dân tộc Đao Bạc Trắng ấy, lúc đầu nhá, xin chúc khỏe mọi người nhá. Trong 10 tuổi sau sẽ thay một tên. Rồi khi nào mà lập gia đình có con rồi sẽ lại gọi cho tên con nữa. Giấy khai sinh cũng là tên. Đúng rồi, giấy khai sinh của mình là phổ thông, chỉ là tên thường gọi thôi. Tên phổ thông vẫn là phổ thông, gọi là bí danh của trong làng của nó là tên thường gọi. Sau này nếu mà con mình mà còn danh đấy. Đúng rồi đấy. Thông cảm thì em bị giòn đấy. Làm đấy là tên cá rô các bạn ạ.
đúng rồi, gì nữa? Cánh ngan. À, cánh ngan. Cánh ngan cháy thành than. Ba lần tên trong một cuộc đời. Khi mà sinh ra đến 10 tuổi là sẽ mang một cái tên. Có chứ. Từ 10 tuổi cho đến 100% là vẫn mặc. Khi lên ông nội hoặc là ông ngoại sẽ mang một tên. Cái em gái là xem thì tôi không có đi được không. Thôi để anh, để anh, để anh. Cái này nó liền đây nhỉ? Bốn đầy đi. Đầy. Từ năm ngoái đến nay mới gặp nhau đúng không? Đây để kiểu là ngập tràn tình cảm ấy. Đấy. Lần trước là anh em mình đến với bản người Dao Quần Trắng thời điểm đó là trước Tết thì em nhỉ? Cuối năm. Và sang năm 2023 rồi mới lại gặp lại em Thắm. Và vì nhớ nước mắm của em Thắm quá nên là phải quay lại tìm em Thắm các bạn ạ. Lỡ này hơi em Thắm quên mất em chưa pha từ chiều. Nay là vội quá nên là không cho em không kịp để em Thắm biểu diễn cái món pha nước mắm. Bởi vì em ấy còn phải là thay quần áo 3 lần và tắm 1 lần. À tắm 2 lần. Nên mới được thơm như bây giờ. Ôi, cảm ơn em nhé, chúc sức khỏe em nhé. Em chúc khỏe anh ạ. Hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất. Và dịp đó thì vẫn quan tâm cameraman các bạn ạ. Không, mình không đi được một mình đâu. Ok, mình cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video ngắn ngắn giới thiệu về bản làng người Dao Quần Trắng cũng như là một số cái phong tục tập quán và các cái món ăn ở quanh bờ hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Và đặc biệt là thăm em Thắm xem tình hình như thế nào. Hiện tại thì vẫn chưa người yêu và đang rất muốn lấy chồng để cho các anh đến quay video YouTube. Nên là anh nào có cảm tình hay là bị say em Thắm rồi thì liên lạc với Lưu Văn Han nhé, có số điện thoại bên dưới đấy, mình sẽ kết nối và hy vọng là em Thắm sớm lấy chồng thì mình còn có video để mà quay, không thì muốn quay đám cưới người Dao Quần Trắng ở trên này lắm mà chưa có dịp nào cả. Đồng ý anh giới thiệu cho người yêu đấy. Dạ em đồng ý ạ. Bạn anh toàn thì tốt thôi. Em thích quá. Ok, thôi được rồi. Bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những ngày tiếp theo của em Tuệ, em Tâm và mình nhé. Xin chào.